các màu tulip. Đúng, phải có cái màu vàng này, nhìn nó cái màu đỏ nó mới nổi. Đó cơ. Chùm chim, chùm chim. Thằng này tự nhiên gọi bóng viên trắng hay hay. Nên thằng này giống nhau nhau đi. Chùm chim, chùm chim. Màu vàng. Bỏ vài bà hôm nữa là lên màu là vừa đẹp. Màu vàng. Điểm điểm, cái này là để trang trí làm cưới. Đấy, đỏ viên trắng này, các màu khá là xinh đấy mọi người. Đấy, từ khoảng chùm chim như này ấy, thời tiết mới cứ khoảng 25-27 độ là bắt đầu khoảng vài ba hôm nữa là nó sẽ lên màu, và khoảng 3-4 hôm nữa là bắt đầu nó chín dần như này, khá là đẹp mọi người ạ. Cái bông ban ngày nó lại xòe, nó nở, nó bung ra. Ban đêm nó cụp, hoặc là cái lúc bắt đầu như này này, khá là đẹp. Một là mình thích nhất là chùm chim như này này, chùm chim như này nó chưa vượt hẳn cái lá ấy, cho đến khi bắt đầu như này đấy, nó mới chín tới là khá là thích luôn, nhìn rất là đẹp, rất là nổi. Các màu đẹp. Chim ấy. Này, nhìn thập thập nhưng mà đưa ra một bầu là khá là đẹp. Này. Này, cái mùi này. Thằng này đều. Đỏ viên vàng này đều. Đều. Đều mà nhìn bầm bạp. Nhìn mập.